thưa quý vị và trong phần tin tức từ Việt Nam, bản tin sau đây cho hay cảnh sát vũ trang Việt Nam có chế độ chính ủy và phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là theo như BBC thì Thiếu tướng Đỗ Đức Kính là giám đốc công an của tỉnh Phú Thọ và Trung tá Vũ Hồng Văn là phó tư lệnh cảnh sát cơ động được bổ nhiệm làm chính ủy và phó chính ủy chỉ huy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động lực lượng vũ trang chống bạo loạn của công an Việt Nam. Hai chức danh này có quyền hạn cao nhất tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đây là một quy định đặc biệt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với lực lượng Cảnh sát Vũ trang, có nhiệm vụ chống khủng bố, chấn áp bạo loạn vũ trang. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có 13.000 quân số, được phép ưu tiên trang bị vũ khí hạng nặng như là B-40, đại liên, xe tăng, xe chống bạo loạn và ngay cả máy bay, tàu thủy theo Điều 13 của pháp lệnh thông qua hôm 23 tháng 12 năm 2013 là trong tình huống xảy ra bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh, thì cảnh sát cơ động được phép nổ súng chấn áp nhưng phải tuân thủ những quy định để bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh và tính mạng con người. Bản tin sau đây cho hay Việt Nam gia nhập Công ước 187 về an toàn lao động. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế còn được gọi tắt là ILO tại Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Việt Nam gia nhập Công ước 187 về khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động của ILO. Việt Nam là một trong những nước châu Á đầu tiên gia nhập Công ước 187 của Tổ chức Lao động Quốc tế sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Công ước 187 gồm có 14 điều tập trung vào xây dựng khung chính sách quốc gia về an toàn vệ sinh lao động. Việc gia nhập vào Công ước 187 sẽ là cơ sở để cho Việt Nam chuẩn bị việc xây dựng luật an toàn và vệ sinh lao động trong thời gian sắp tới. Công ước 187 về khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động được các nước thành viên của Tổ chức Lao động thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2006 công ước có một vị trí quan trọng trong số công ước có liên quan tới an toàn về vệ sinh lao động bên cạnh việc thúc đẩy những nỗ lực về quốc gia trong việc cải thiện điều kiện lao động công ước đưa ra một cách tiếp cận hệ thống theo đó thì an toàn vệ sinh lao động được đưa vào nội dung quan trọng nhất trong chương trình nghị sự quốc gia Việt Nam dự hội thảo chính sách an ninh quốc phòng. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, hội thảo về chính sách an ninh quốc phòng chung trong mối quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được gọi tắt là Asian, và Liên minh Âu Châu, được gọi tắt là EU, diễn ra tại thủ đô Busan từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 3 việt nam tham dự hội thảo với tư cách điều phối viên mối quan hệ asian eu đại tá vũ văn khanh là phó ban nghiên cứu quốc tế thuộc học viện chiến lược quốc phòng đã có bài tham luận tại hội thảo về quan điểm của việt nam trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại trung đông và bắc phi nhất là tại syria tình hình bán đảo triều tiên việt nam cũng phản đối tuyên bố đường chiến đoạn của trung cộng Việt Nam luôn chủ trương thông qua đàm phán nhằm giải quyết một cách hòa bình mọi tranh chấp trên biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 và tuyên bố về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà các bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về những bất ổn ở Đông Nam Á, cụ thể là xung đột tôn giáo và sắc tộc tại một số quốc gia trong vùng. Thưa quý vị, trọng tâm cụ thể cũng được đặt vào mối quan hệ EU và Asian về vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, cũng như là triển vọng hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, xây đường cao tốc tại Việt Nam đã đắt lên gấp 3 lần đối với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã vừa tiết lộ lý do đường cao tốc Việt Nam đắt gấp 3 lần Hoa Kỳ tại hội nghị thảo luận hoàn thiện các nội dung có dự án luật đầu tư công nhiều đơn vị tư vấn không còn giữ được quan điểm độc lập mà đã bắt tay với chủ đầu tư, ban quản lý gây thất thoát vốn. Có những công trình chủ đầu tư và công ty tư vấn đã bắt tay nhau, nâng đơn giá lên tới gấp 2, gấp 3 lần so với giá trị thực tế. Làm 1 km đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn đi qua thành phố Đà Nẵng, sẽ mất vào khoảng 267 tỷ đồng, tương tương tới 12.7 triệu Mỹ Kim và chúng trong khi đó thì Trung Quốc làm thì chỉ có 5 triệu Mỹ Kim thưa quý vị Hoa Kỳ thì chỉ mất có 4 triệu rưỡi Mỹ Kim làm đường cao tốc tại Việt Nam đã vượt kỷ lục đắt hơn gấp 3 lần Hoa Kỳ và 2 lần, 6 lần Trung Quốc nhưng đã gây lên một chất lượng xây xong liệu có bằng một phần của Hoa Kỳ hay không. Thưa quý vị, đầu tư công tại Việt Nam rất là lãng phí và thất thoát như thế nhưng lại chưa quy định rõ cấp nào sẽ chịu trách nhiệm. Được biết tổng mức đầu tư của toàn dự án đó là 1.472 tỷ Mỹ Kim trong đó thì vốn vay ngân hàng thế giới là 631 triệu Mỹ Kim, vay từ Nhật Bản là 673 triệu Mỹ Kim, phần còn lại là vốn của Việt Nam. Cứ vay để vừa xây và được hưởng thụ, con cháu có thế hệ sau cứ chồng chất nợ và mãi mãi thì sẽ không được xóa đi những tối nghèo tại Việt Nam. Hương vị Việt có mặt tại vòng sơ kết ẩm thực Culinary Bados. Thưa quý vị, tin cho biết là Culinary Battles là cuộc thi nấu ăn do công ty Siza Entertainment tổ chức với mục đích quy tụ những đầu bếp nổi danh để tranh đua đoạt ngôi vua đầu bếp Á Châu tại Hoa Kỳ. Sáu đầu bếp Á Đông tại miền Tây Hoa Kỳ, trong đó có bà Uyên Thi, chủ nhân của tiệm Uyên Thi Bistro và Cornerview Bakery và một đầu bếp gốc Việt nữa là ông Cody Vũ, hiện đang dạy nấu ăn tại Academy of Arts Culinary ở Garden Grove. Cuộc thi sẽ diễn ra tại trường Le Cordon Bleu College of Culinary Arts tại thành phố Pasadena, California vào chiều ngày thứ Bảy 15 tháng 3. Thưa quý vị, hai trong số 6 đầu bếp sẽ được chọn vào vòng chung kết tại Caesar Palace Las Vegas vào cuối tháng Tư. Bà Uyên Thi rất là ngạc nhiên khi được ban tổ chức gọi điện thoại liên lạc và sau khi thử vài món thì họ tuyên bố là bà Uyên Thi đủ điều kiện vô vòng bán kết mà không phải qua thủ tục nộp đơn và vòng loại. Ba đầu bếp trong số 6 người đã chọn món ăn Việt Nam làm hương vị chính trong cuộc thi. Bốn đầu bếp có mặt trong cuộc thi gồm có ông Erwin Tachahiyadi, đầu bếp và đồng chủ nhân của nhà hàng Komodo, người chuyên nấu ăn cho những bữa tiệc nổi tiếng như là Golden Clubs và Grammy Awards. Đầu bếp Chris O, sáng lập viên của công ty Soul Sausage, Co ở Los Angeles, đầu bếp Yoya Takahashi của nhà hàng Hamasaku nổi danh về món sushi ở Los Angeles, và đầu bếp Perry Cheung là chủ nhân của nhà hàng Forage, một nhà hàng thức ăn Việt Nam được nhiều người biết đến cũng tại Los Angeles. Hay quá chị Quyên ha. Um, thưa quý vị, chúc mừng cho chị Uyên Thi. Chúc mừng chị Uyên Thi và một số các đầu bếp người Việt Nam cũng đã được lọt vào nữa thưa quý vị và Bảo Châu trong giờ này là giờ tin tức tuy nhiên cũng là giờ ăn tối hoặc là giờ ăn gọi là của quý vị và cái lúc thời gian này chị em chúng tôi đọc mà như nói toàn là những cái món ăn Việt Nam và còn nói tới hương vị Việt Nam thì quý vị làm thay mình ăn xong mình đi bộ. tới Uyên uh, Thi Bistro đi chị Quyên vâng ở bên đây thì cũng có cái sự ăn bắt bắt chị Uyên Thi khao chị em mình đi chị Quyên <cười> khao chứ <laughs> mình phải khao chị chứ không chị, chị chiến thắng Ủa, không, không bây giờ không bao giờ chị Uyên <laughs> Thi để cho chị em mình khao đâu thưa quý vị thì cứ tới để chúc mừng với chị yeah. và chia sẻ với chị đây là một cái hành diện chung của người Việt Đúng cũng như rồi. là cho đài truyền hình SPTN vâng chị Uyên Thi cũng đã gửi đến quý vị những cái show vừa qua nấu nhiều cái thức ăn ngon. Um, hy vọng chị cũng như là một số các người sẽ um, tổ trở tài của mình thật là hay ừ, thật yeah. là giỏi và chúng ta có thể xem được tại Caesar Palace nếu mà um, các chị vào thiện. được cái yeah. uh, vòng chung, chung kết, kết đó thưa quý vị Bảo yeah. Châu. Ừ um, trở lại với bản tin ngày hôm nay thưa quý vị một phóng sự từ Việt Nam cho hay rằng những người yêu xuất vật ở nhiều nước đã phản ứng rất là gay gắt về nạn chơi đá chó của Việt Nam. Thưa quý vị, vài năm gần đây thì những người giàu mới xảy ra tại phía Bắc Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội đang sinh ra một thú chơi mới, đó là nuôi chó pitbull dùng để đấu với nhau. Trò bạo lực đầy máu này đang bị nhiều người yêu xuất vật trên thế giới phản ứng dữ dội. Sự kiện này mới bùng lên khi mà các bản tin nói về chuyện đấu chó được chuyển ngữ sang tiếng Anh, đăng lại trên nhiều trang báo điện tử nước ngoài và đã gây xôn xao cho người đọc. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi mà bài viết được đăng tải vào ngày 10 tháng 3, thì có nhiều độc giả nước ngoài đã có những bình luận bày tỏ sự ghê sợ, phẫn nộ, thậm chí còn kêu gọi những nước Việt Nam là phải xem đây là một trò chơi cần phải bị cấm. Thưa quý vị, đã có một số người đã đề nghị hẳn về một mức phạt cho trò chơi ghê sợ này, đó là chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết việc này một cách nghiêm túc, còn nếu không thì nó sẽ trở lên rất là nghiêm trọng họ cần phải thực thi các điều luật có liên quan tới việc này và mức phạt phải rất nặng bởi từ điểm 20 triệu đồng, tức là khoảng 1.000 Mỹ Kim. An toàn của công chúng và các loài vật nuôi cần phải được ưu tiên và phải thật đáng quan ngại. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của Cherry Saint Amour, một trong những nhà hoạt động tình nguyện về bảo vệ súc vật tại Singapore đã lên tiếng. Phát biểu trên trang Facebook, T. Sanger là một người Anh tuyên bố rằng Tôi sẽ không tới thăm đất nước của các bạn cho tới khi nào mà việc làm này chấm dứt. Và cũng theo một người tên Minh được bài báo tiếng Anh trích dẫn cho hay, việc đá chó Pitbull tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến và giá cho một con có thể lên tới 8 triệu đồng, tức là khoảng gần 400 Mỹ Kim. Nhưng những tay ham mê đỏ đang sẵn sàng đặt cuộc cho tới gần 2.500 Mỹ Kim cho mỗi lần đấu như trên và hậu quả thì để lại thường là những con chó bị thương tích rất là nghiêm trọng và thậm chí bị chủ nhân bắt đấu cho đến chết. Thế giới đối với tôi là một nơi rất đáng sợ. Tôi đã không thể tưởng tượng được sự sợ hãi và những con vật không thể nào tự bảo vệ mình và cũng đã cảm thấy khi chúng bị buộc phải tham gia vào các trận đấu như vậy. Động vật không thể nào tự bảo vệ mình và chúng phụ thuộc vào chúng ta. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của một độc giả sau khi bài báo có tên là Catherine Tu viết lên trên. Trong khi đó, thì một du khách từ Mỹ có tên là Samantha đã khẳng định rằng cần phải ban hành các hình phạt nặng hơn, án phạt tù dài hơn và xảy ra là không đủ khi mà chỉ đưa ra một án phạt nhẹ. Chúng ta cần phải hành động và nghiêm túc về vấn đề này. Thưa quý vị, lý do nạn đá chó tại Việt Nam bị phản ứng dữ dội là do trên thế giới, và nhất là các nơi nước phát triển thì đá chó đã bị xem là một việc bất hợp pháp. Trong đó thì toàn bộ các bang của Mỹ ngoại trừ hai bang Idaho và Wyoming thì coi đây là một việc trọng tội các bang như Idaho và Wyoming thì chỉ xếp tội này vào nhóm tội không nghiêm trọng ngay cả việc đi xem đá chó cũng bị liệt vào hành vi là phi pháp tại 48 trong tổng số là 50 tiểu bang của nước này thưa quý vị đến đây thì cho phép chúng ta được tạm ngưng và sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài